vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc do nữ ca sĩ Văn Mai Hương thể hiện, một ca khúc pop ballad nhẹ nhàng, ca khúc Chậm Lại Một Phút. Và bây giờ là thời điểm mà chúng ta quay trở lại với không khí sôi động của chương trình. Chúng ta sẽ đến với phần mà Sao sẽ cùng chơi với lại khán giả trên sân khấu này. Trước khi mà bắt đầu trò chơi thì Nguyên Khang sẽ chia làm hai đội, mỗi đội sẽ có hai người, Nguyên Khang cùng với một bạn khán giả và Văn Mai Hương sẽ với một bạn khán giả. Để tạo ra yếu tố hấp dẫn thì Văn Mai Hương sẽ chọn một bạn trai và Nguyên Khang sẽ chọn một bạn gái tham gia với mình. Xin mời Hương. Đây. Bắc Kiến. Rồi, mời bạn Bắc Kiến ra đây. Nguyên Khang chọn một bạn nữ tham gia với mình. Rồi, mời cô áo tương, cô cầm trái tim này ra đây. Chào bạn. Bạn giới thiệu đôi nét về mình, bạn tên gì ạ? Em tên là Giang. Giang. Còn em tên gì? Em tên là Ngân ạ. Ngân. Nhiệm vụ đó là Nguyên Khang và Văn Mai Hương sẽ trong thời gian 2 phút của chúng tôi âm nhạc vang lên. Khang sẽ là người mò tay vào trong đó và sẽ dùng từ để diễn tả ra cho bạn Ngân đoán được đó là từ gì. Trúng hay sai gì cũng phải lấy đồ vật đó ra. Nếu trúng sẽ ghi được điểm, nếu sai sẽ không tính điểm. Nguyên Khang và Văn Mai Hương sẽ bắt đầu diễn tả trước. Sau đó là hết 15 giây nghe tiếng nhạc thì khán giả các bạn sẽ đếm từ 1 đến 15 để cho chúng tôi đổi người. Các bạn rõ chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bịt mắt nhau. Mời bạn. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm là đội nào của chúng ta bị thua cuộc trong ngày hôm nay sẽ bị phạt. Và đội nào của chúng ta giành được chiến thắng thì đội đó sẽ được thưởng. Hương sẵn sàng chưa em? Lên đây. Lên đây đi. Rồi hai bạn đứng vào vị trí này. Em mò cái gì ở đây nè. Rồi từ từ. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. Các bạn khán giả đếm cùng chúng tôi nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đây là... Đây là cái để đập đầu. Bang. Đóng đinh. Của. Túa. Chính xác. Wow. Bóng. Tiếp tục. Đĩa. Quần áo là cái á. Cái mặt trời. Chính xác. Tiếp tục. Đây là con thân mềm. Rất là ghê. Đoán đi ông ơi. Một từ. Thân mềm. Trời. Đây là cái gì? Không biết. Tiếp tục đổi người. Cái uống nước là cái ly đúng không? Đúng, chính xác. Kim. Đây là cái đeo tay để biết giờ. Chính xác. Tiếp tục, qua đi. Đây là cái đây anh vừa đoán ấy, cái để đập vào đầu ấy. Một từ thôi. Một từ. Đây là cái gì không biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm bao nhiêu đáp án chính xác của chúng tôi trong ngày hôm nay. Nó đẹp như vậy mà nó đâu có cắn đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đếm coi bao nhiêu đáp án chính xác nha. Đúng không ạ? Một. Đúng không ạ? Hai. Đúng không? Cái búa là đúng rồi. Ba. Cái này đúng không? Bốn. Cái này đúng không? Năm. Cái điện thoại. Cái này đúng không? Sáu. Cái đồng hồ. Rồi có ba, hai cái này chúng tôi không chính xác. Đó là con chuột và cái này mò không ra. Ok. Vậy có bao nhiêu đáp án chính xác? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bé lên đây cưng, lên đây con. Hồi nãy đội đây đoán đúng con này không? Có. Hay quá, chúc mừng em. Cái đĩa đúng không à? Đúng. Một. Cái búa đúng không à? Đúng. Hai. Cái kềm đúng không à? Đúng. À. Con gắn đúng không à? Đúng. Bốn. Như vậy là tỷ số hiện nay Nguyên Khang là người có 6 đáp án chính xác và Văn Mai Hương có 4 đáp án chính xác. Như vậy, Nguyên Khang, đội của Nguyên Khang tạm thời thắng cuộc và đội của Văn Mai Hương có 4 cái đáp án chính xác cho nên sẽ bị phạt. Và hình phạt của chúng tôi hấp dẫn hơn nữa. Hình phạt hay ở cái chỗ là hấp dẫn ở chỗ hình phạt đó. À, Văn Mai Hương, em có một cái ca khúc đúng không ạ? À? Ca khúc có tên gọi là cái gì? À, Chuyện tình nhà thơ. Lần này thì em sẽ sử dụng phần minh họa với lại bạn dễ thương của chúng ta. Hay ở chỗ là anh nhà thơ này, anh đã làm quen với cô ấy bằng cách ảnh quyết định tặng con vật mà cô ấy yêu thích, đó chính là con gắn. À, em tham gia phần minh họa em cười gì? À, em sẽ cầm bản rắn này minh họa kế bên Văn Mai Hương và Văn Mai Hương sẽ là đây em. Đây. Thế ơi. Em cầm con rắn này. Em nhẹ thôi, em bóp nó cắn em đó. Rồi bây giờ đây. Quay đầu nó về anh đi. Rồi micro cho Văn Mai Hương đâu à. Bây giờ thì Văn Mai Hương sẽ đứng kế bên bạn này. Hai bạn sẽ song ca nhau ca khúc Chuyện tình nhà thơ. Em chưa có phải cầm con rắn là may lắm rồi đó. Đó. Em phải minh họa làm sao. Câu chuyện kể về một chàng trai muốn làm quen với một cô gái. Và trong quá trình làm quen với cô gái, anh ấy đã tặng nàng nhân dịp sinh nhật của nàng con rắn 2 tuổi. Em sẽ minh họa cái ca khúc này. Hương cứ hát đi em. Và em, điều quan trọng hơn hết là em để cho bạn rắn của chúng. Em làm gì em cầm nó dữ vậy, em thả nhẹ cho nó bay 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 chung quanh coi. Rồi, đó. Và em lưu ý là em là nhân vật chính trong cái clip này, cho nên em phải để cho bạn rắn làm quen với bạn Hương. Hai bạn sẽ sống chung với nhau. Ok, rồi. Khán giả chuẩn bị chưa, Hương ơi? Vâng, em đứng đây đi, em đứng đây đi. Dạ. Rồi. Anh và bạn kế bên sẽ múa minh họa. Em làm gì sợ vậy? Em đưa đây con rắn cho anh phạt cho. Rồi. Hương ơi em chuẩn bị. Em qua đây Hương. Hương em không cầm đâu. Em đâu có cầm, em qua đứng kế bên anh mà. Đây qua đây. Đứng đây rồi. Đứng đây. Em đứng xếp ra, em qua bên kia đi để anh phạt Hương cho. Ok. Rồi âm nhạc bắt đầu. Em phải hát nữa. Anh đem làm thơ tình yêu. Bây giờ mà đoạn nào mà Hương không hát được là con rắn sẽ bò đến gần. Hai ba. Từ đêm em lắng nghe giọng nói nồng nàn, trong câu thơ anh muốn điều gì? Ôm anh ghé qua câu thơ tình trong bao ngày yêu thương. Ok, một tràng pháo tay lớn cho Văn Mai Hương à. À, nãy giờ con nắng nó đâu có làm gì em đâu, anh chưa có đụng vô mà. Mà em vừa sờ nó lúc nãy thôi. Nó đáng lý nó phải là người khóc chứ đâu phải là em khóc tại em sợ nó mà. Chúng tôi xin gửi đến cho hai bạn của chúng ta hai phần quà tham dự chương trình trò chơi ngày hôm nay. Vâng, xin gửi đến hai bạn. Em ra đây. Hai phần quà của chúng ta trong ngày hôm nay xin gửi đến bạn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước khi mà chúng ta chia sẻ thì anh hỏi Hương là trong cuộc đời em sợ nhất con gì? Em sợ nhất mấy con ướt ướt như vậy. Em sợ có sợ mấy con mà nó không có xương sống không? Là con này. À hả? Thế thì sau khi mà tiếp xúc với nó rồi em còn sợ nữa không? Còn á. Sợ hơn. Thế thì bây giờ em thấy cái thử thách này có khó quá với em không? Em thấy không có khó nhưng mà em sợ cái này thôi. Thế thì tôi nghĩ là các bạn khán giả phải dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng Văn Mai Hương.
bởi vì Văn Mai Hương đã vượt qua được thử thách rất quan trọng trong ngày hôm nay. Thật ra thì con này nó đẹp chứ nó không có cắn đâu, em yên tâm. Không biết. Anh đã thử rồi. Xin được cảm ơn hai bạn khán giả rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Yeah.